công ty điện máy Tân Bình giới thiệu dòng tủ đông chuyên dùng trong y tế. Loại tủ đông cực sâu, nhiệt độ âm 80 đến âm 90 độ C. Dùng cấp đông nhanh thực phẩm, trừ vaccine, các mẫu vật phẩm trong y tế. Dòng tủ này tại Việt Nam được dùng trong các bệnh viện, phòng lab thí nghiệm và gần đây thì các công ty thực phẩm cũng dùng dòng tủ này để cấp đông các loại thực phẩm. Với ưu điểm là nhiệt độ đông cực sâu, thời gian cấp đông nhanh, nhiệt độ luôn ổn định từ âm 80 đến âm 90 độ C. Loại tủ cấp đông nhanh này có hai dạng. Một dạng là âm 40 độ C, loại này sử dụng một máy nén chạy ga lạnh giờ 290 hoặc giờ 508, sử dụng công nghệ ống lồng ống, mang lại nhiệt độ âm. Loại thứ hai là chạy hệ hai cấp làm lạnh, lấy giàn lạnh lốc này giải nhiệt cho giàn nóng lốc kia, sử dụng bầu trung gian và một số thiết bị chuyên dùng trong hệ lạnh cao cấp để mang lại nhiệt độ âm cực sâu. Công ty điện máy Tân Bình chuyên mua bán, sửa chữa, cho thuê các loại tủ đông sâu. Cần tư vấn xin liên hệ số điện thoại Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo giá bán. Và đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Công ty điện máy Tân Bình cung cấp hàng mới, hàng thanh lý, lắp ráp tủ đông sâu, thiết kế kho lạnh âm 80 đến âm 90 độ C theo mọi kích thước, theo mọi yêu cầu. Có hai dạng cấp đông nhanh thực phẩm, một là cấp đông bằng gió, là tủ như trong video, loại thứ hai là cấp đông bằng nước trung gian. Tức là áp dụng công nghệ làm kem cây vào cấp đông nhanh thực phẩm, loại này phù hợp với các loại hải sản, thực phẩm có nguồn gốc từ biển, liên hệ để được tư vấn loại này. Đây là mẫu tôm, cấp đông trong tủ khô, nhiệt độ âm 70 độ C, trong vòng 20 phút đã đông cứng như thế này. Tùy theo độ lớn của thực phẩm, đường kính càng lớn thì thời gian đông càng lâu. Sau khi cấp đông cứng, bạn cho vào tủ đông thông thường để trữ hoặc kho lạnh. Cấp đông là phương pháp giúp các loại thực phẩm như hải sản, thịt và rau củ quả rơi vào trạng thái đông lạnh chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Phương pháp này đảm bảo chất lượng thực phẩm một cách tối ưu, nhất là đối với loại thực phẩm sử dụng trong khoảng thời gian ngắn và dễ bị ôi thiêu ở nhiệt độ phòng. Sau khi thực phẩm được cấp đông, chúng mới được đưa vào kho lạnh để tiếp tục bảo quản trước khi sử dụng. Nhóm thịt cá rất dễ bị hỏng nếu như bạn bảo quản không đúng cách, và nhìn chung nhiệt độ lý tưởng để cấp đông thịt cá là khoảng âm 18 độ C. Đối với một số loại thịt sẽ có thời gian cấp đông khác nhau. Các vi sinh vật thường xuất hiện do quá trình phân hủy tế bào, là nguyên nhân gây ra mùi hôi và làm thay đổi chất dinh dưỡng vốn có, thậm chí sinh ra một số hợp chất gây hại cho sức khỏe người dùng. Vì thế, thịt cá chỉ có thể lưu trữ trong thời gian ngắn. Ngoài ra, việc giã đông thịt cá không đúng cách còn làm thay đổi hương vị và chất dinh dưỡng, khó làm cho món ăn được ngon khi chế biến. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất, để lại số điện thoại bên dưới bình luận khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.vn để tham khảo nhiều dòng sản phẩm tủ đông, tủ mát, tủ trưng bày thực phẩm chuyên dụng lắp đặt máy lạnh, kho lạnh có kính trưng bày. Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm tủ siêu thị và hệ thống máy lạnh trung tâm, Điện máy Tân Bình tự hào là nhà thầu nhiều dự án siêu thị trên toàn quốc như Lotte, chuỗi cửa hàng thịt heo CB, Kmart, Ministop. Chúng tôi có hàng mới chính hãng, nhập khẩu theo yêu cầu mỗi khách hàng và có hàng qua sử dụng. Đủ mọi thứ bạn cần để mở cửa hàng thực phẩm, quán cà phê, trà sữa, trái cây. Ngoài ra, công ty nhận lắp ráp tủ mát theo mọi yêu cầu, dịch vụ bảo trì, sửa chữa tủ siêu thị, bảo trì hệ thống máy lạnh. Đừng quên chia sẻ video cho mọi người cũng biết nhé!